Dạ vâng, trong video báo giá của ngày hôm nay thì em Thinh gửi lên một chiếc bếp đến từ thương hiệu Osaka Ga. Vâng, cả nhà mình vào theo dõi, mình ưng cái mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé. Một em bếp thương hiệu là Osaka Ga thuộc dòng mắt ếch. Cái này thì rất là đẹp này, hình thức đường trước của nó là màu đen nhé, toàn bộ là màu đen. Cái này thì nó không có đồng hồ hẹn giờ nhé cả nhà mình. Nó chỉ có chức năng là tăng nhiệt độ từ 160 lên 200 này. Có chế độ là nấu nước này, nấu cơm và nấu cháo này. Bên này thì có phiên ấn 3S nhé, để hỗ trợ khi mà mình chiên rán hoặc là rang đồ khô này. Ở trong khay nướng này, vị nướng là inox và khay là men zin nhé. Bề mặt đường trên của bếp là mặt kính chấm bi màu xanh, rất là đẹp này. Bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối nhé. Và riêng bếp này đấy thì nó thuộc dòng họng đúc nhé. Họng đúc thì bao giờ nó cũng rất là bền nhé cả nhà mình. Nó vừa bền mà lửa của nó thì rất là xanh và đều lửa, to lửa nhé. Bây giờ em sẽ test lửa luôn để cả nhà mình thấy được cái dòng bếp này lửa nó như thế nào nhé. Cả nhà mình theo dõi vào khi mà mình bật lửa đấy thì mình ấn nhẹ vào đây nhé. Đấy, sau khi mà lửa lên đều rồi thì mình không thả tay ra nhé. Đấy, lửa rất là xanh luôn cả nhà mình ạ. Lửa của chiếc bếp này thì không thể chê vào đâu được này. Nó rất là xanh nhé, vô cùng là xanh, vô cùng là mát mắt luôn cả nhà mình ạ. Đó, rất là đẹp nhé. Hình thức thì đã đẹp rồi mà ngọn lửa thì lại quá là chuẩn luôn, quá là đẹp luôn. Những chức năng ở đây này, chế độ là nấu cơm và nấu cháo này. Đấy, mình ấn vào đây là nó lên nhé, nó hiện thị này. Đấy, khi mà mình chọn này thì nó sẽ hiện thị lên nhé cả nhà mình. Và tăng nhiệt độ này, từ 160 lên 200 này. Đó, những chức năng của nó vô cùng là nhạy luôn. Phiên ấn 3S thì khi mà mình cần chiên rán hoặc là rang đồ khô thì mình ấn vào đây nhé. Giữ 3 giây này. Vâng, sau khi mà nó lên cái nốt đỏ này rồi thì hai cảm biến nhiệt của mình ở trên nó sẽ không tắt lửa giữa chừng nữa, để mình chiên rán hoặc là rang đồ khô nhé. Và mình không dùng thì mình không cần sử dụng thì mình không ấn vào nhé cả nhà mình. Và bây giờ thì một bên thì em sẽ test về tính năng cảm biến của đáy nồi nhé. Đấy, sau khi mà em đặt cái nồi vào thì cả nhà mình thấy lửa nó rất là đẹp phải không ạ? Lửa nó rất là xanh và to lửa này, vô cùng là đẹp lửa luôn. Đấy. Bên này thì em sẽ test về gió thổi tắt lửa nhé cả nhà mình. Cái cần này để mình chỉnh lửa to nhỏ là nó nằm ở đây nhé cả nhà. Đấy. Sau khi mà gió thổi tắt lửa thì phải trong vòng 5 giây sau thì bếp mới tự động khóa ga lại. Và sau khi mà bếp khóa ga em sẽ test lửa luôn để cả nhà mình thấy là cái dòng bếp này nó an toàn như thế nào nhé. Nó vô cùng là an toàn. Vâng, đặt nồi lên mà lửa rất là đẹp này. Lửa ôm tròn vào đáy nồi như thế này thì mình nấu thức ăn nó sẽ rất là nhanh được cả nhà mình nhé. Và lửa xanh thì nó sẽ không gây ra đen nồi. Đấy, nó sẽ không gây ra đen nồi mà nó lại còn tiết kiệm được cái lượng ga tới 30-40% lượng ga. Vâng, sau khi mà nhiệt độ lên cao đấy thì bếp sẽ nhỏ lửa lại nhé cả nhà mình. Đấy, bếp đã nhỏ lửa lại rồi. Còn bên này thì đã báo về dấu hiệu khóa ga rồi. Em sẽ test lửa nhé cả nhà mình thấy này. Ngọn lửa to như thế này mà bếp không hề bốc cháy luôn. Bởi vì là khi mà nó đã khóa ga rồi thì cái lượng ga sẽ không dò dỉ ra nữa nhé cả nhà mình. Vâng, cả nhà mình chờ đợi em trong giây lát nữa. Khi mà nhiệt độ lên ngưỡng 250 độ thì bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ga nhé cả nhà mình. Đó là tính năng an toàn của dòng bếp Nhật. Các bác đầu tư vào để sử dụng một chiếc bếp như thế này đấy, cái độ an toàn của nó cao, đặt vào cái căn phòng bếp nhà mình thì nó an toàn bảo đảm nhé. Bởi vì là bây giờ đấy, không những mà các bác cao tuổi mà các anh các chị đang còn trẻ đấy, mình nấu thức ăn thường hay mình quên lắm. Sau khi mà mình đặt nồi thức ăn lên ấy thì không phải là mình nấu nướng mà mình lại còn dọn dẹp nhà cửa nữa. Đó, hoặc là đi đón con đi học về này, rồi tắm rửa cho con này. Đấy, thì mình thường hay quên, khi mà đặt cái nồi lên thì mình thường hay quên. Như một chiếc bếp của Việt Nam đấy. Thì các bác mà quên như thế thì chỉ trong vòng 2-30 phút sau là cháy hết thức ăn và thậm chí là còn cháy nồi. Đấy, nguy cơ nguy hiểm nữa đấy thì nó sẽ bùng cháy lên nhà cửa nhé cả nhà mình. Đấy, rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà dòng bếp này đấy, các bác có quên đi, các bác đi ra ngoài đấy, các bác đi đón con về thì khi mà nước ở trong nồi của mình cạn rồi đấy thì nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga nhé. Nó sẽ không để cho cái lượng ga rò rỉ ra và bếp sẽ không cháy nữa. Đấy, rất là an toàn. An toàn bảo đảm nha cả nhà mình. Nó lại còn tiết kiệm được cái lượng ga tới 30-40% lượng ga cả nhà mình ạ.
Vâng, một chiếc bếp mà thông minh như thế này mà các bác không đầu tư vào cho gia đình nhà mình thì quá là tiếc các bác nhé. Bởi vì là mình mà đang cần sự thay bếp hoặc là mình mua bếp mới đấy, thì mình nên đầu tư vào cái dòng bếp Nhật nhé. Bếp Nhật thì nó có 2-3 loại, có rất là nhiều chứ không phải là một mình cái này nhé. Ví dụ như các bác đang cần tìm về những cái dòng bếp mà chẳng hạn như là chỉ độ hơn 1 triệu thôi, chẳng hạn như là 2 triệu quay đầu đấy, thì bên em cũng có nhé. Đấy, còn những cái dòng mà mặt men này, mà đời cao này, phiến nhấn phiến vặn thì nhà em cũng có. Dòng full chức năng, đa chức năng đấy đều có cả nhé. Khi mà các bác đang cần lựa chọn một chiếc bếp mà cho gia đình nhà mình đấy, mà mình đang tìm về cái dòng đó, thì mình cứ gọi vào số điện thoại của em thì em sẽ tư vấn cũng như là sẽ gửi đến những cái mẫu bếp mà mình cần lựa chọn nhé cái nhà mình. Vâng, cái này thì nó đã tắt bếp rồi các bác nhé. Lửa đã tắt rồi. Và sau khi lửa tắt thì xem là có khóa ga không nhé. Đấy, lửa tắt thì đều khóa ga cả nhà mình ạ. Rất là an toàn, bảo đảm luôn. Không có một chiếc bếp nào của Việt Nam mà an toàn như thế này nhé. Đấy, một chiếc bếp mà nó an toàn, bảo đảm này, chất lượng cao này. Đấy, mà nó lại còn tiết kiệm được cái lượng ga tới 30-40% lượng ga. Vâng, cái này thì bên em đang bán với giá là 2.900.000 đồng nhé cả nhà mình. Nhà mình mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé. Hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0361487116 cả nhà mình nhé. 2.900.000 đồng là đã trong đó đã có bao ship rồi. Đấy, và tặng cho mỗi bếp là một đôi pin. Đấy, bên em thì bảo hành bếp là 1 năm, hỗ trợ kỹ thuật bếp là trọn đời, và tặng cho mỗi bếp là một đôi pin. Dạ vâng, đến đây thì em Thanh xin được tạm dừng video. Các bác vào theo dõi kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo ạ.